Ý nghĩa giấc mơ thấy quái vật. Theo giải mã giấc mơ thấy quái vật, giấc mơ này cho thấy bạn đang cảm nhận sự sợ hãi phải đối mặt trong cuộc sống bởi một việc hoặc ai đó. Nó khiến bạn cảm thấy đáng sợ và tuyệt vọng. Giấc mơ này cảnh báo những điều không vui xảy ra trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó thì đó cũng là điểm may mắn dành cho bạn đấy. Giải mã các trường hợp hay mơ thấy quái vật. Mơ thấy quái vật đuổi đánh, giấc mơ này là điểm báo bạn sẽ gặp may mắn đúng vào lúc mà bạn không ngờ đến nhất. Khi bạn đang thất vọng tại cuối con đường thì sẽ có luồng ánh sáng xuất hiện chỉ đường cho bạn. Nếu bạn mơ thấy quái vật đánh hạ mình, là điểm báo sự thất bại của bạn trong cuộc đấu tranh nào đó, có thể liên quan tới sức khỏe, nếu là công việc cuộc sống thì là kẻ thù hoặc tình địch hạ mình. Nếu bạn mơ thấy bạn đánh hạ quái vật, là điểm báo bạn sẽ tai qua nạn khỏi, mọi nguy hiểm sẽ thoát được. Nếu công việc đang không tốt thì sẽ tìm được cơ hội lật ngược thế cờ, đánh bại đối thủ. Mơ thấy những chú quái vật nhỏ xinh, giấc mơ này cho thấy bạn đang cảm thấy rất yêu đời và hạnh phúc. Những điều đó làm cho giấc mơ của bạn vui vẻ, nhộn nhịp hơn. Mơ thấy quái vật cắn và chảy máu, giấc mơ này nói rằng bạn đang gặp những nỗi sợ hãi mơ hồ trong cuộc sống mà bạn không biết nó là gì. Nhưng hàng ngày lại không ngừng suy nghĩ về điều đó. Bởi vậy bạn luôn cảm thấy hoang mang và sợ sệt. Mơ thấy quái vật bắt người, giấc mơ này là điểm báo những người xung quanh bạn đang có những khó khăn và muốn bạn giúp đỡ. Nếu bạn mơ thấy quái vật bắt người ăn thịt người, là điểm báo có nguy hiểm tới tính mạng rình rập, bạn nên cẩn thận trong thời gian tới. Mơ thấy quái vật cắn bố mẹ mình, khác với sự đáng sợ của giấc mơ. Giấc mơ này chỉ muốn nói đến thời gian tới bạn sẽ nhận được những tin tức quan trọng trong cuộc đời mình. Mơ thấy mình biến thành quái vật, giấc mơ này ám chỉ rằng bạn làm một điều gì đó khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi, hoặc chính bản thân bạn đang biến mình trở nên cô lập với người khác. Nếu bạn mơ thấy người khác biến thành quái vật, là bạn sẽ gặp điều bất ngờ trong thời gian tới. Mơ thấy một bầy quái vật, giấc mơ này ngụ ý mọi khó khăn bạn đang gặp phải bạn không cần lo lắng, mọi chuyện đều có thể giải quyết được, tuy giấc mơ này kinh dị nhưng ngược lại nó là điểm báo bạn sẽ mọi việc thuận lợi. Mơ thấy quái vật biến thành người, giấc mơ này là ám chỉ rằng sẽ có người đặc biệt đến giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn, người này trong mắt người khác là không tốt nhưng lại đối xử với bạn rất chân thành. Mơ thấy kẻ thù của bạn bị quái vật bắt đi, là điểm báo cho biết những mối quan hệ của bạn sắp có những điểm sáng. Bạn có thể sẽ trở thành bạn của đối phương. Mơ thấy quái vật phun lửa, đây là điểm không may. Lửa trong giấc mơ là điểm báo những cố gắng nỗ lực của bạn sẽ bị thiêu trụi. Bạn cần có những phương án đề phòng khi có sự cố xảy ra. Giải mã con số may mắn khi mơ thấy quái vật. Mơ thấy quái vật chung chung, 17, 39. Mơ thấy đánh nhau với quái vật, 15, 83. Mơ thấy bị quái vật rượt đuổi, 45, 78. Mơ thấy quái vật giết mình, 08, 60. Vậy chúng tôi đã giúp bạn giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy quái vật và tìm ra những con số may mắn đem lại tiền tài cho bạn khi mơ thấy quái vật đánh lô đề con gì. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn.